Những ngày này, thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang diễn biến hết sức phức tạp, khiến nhiều người đứng ngồi không yên. Cùng chung suy nghĩ, bầu ơi thương lấy bí cùng, nhiều tập thể, cá nhân, các nhóm từ thiện trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ kinh phí, hiện vật là nhu yếu phẩm thiết yếu để gửi tới đồng bào đang gặp khó khăn tại vùng dịch. Chiều muộn ngày 27 tháng 7, thời tiết tuy nắng nóng nhưng không làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ sắp xếp hàng hóa của câu lạc bộ thiện nguyện tỉnh bạn để sẵn sàng hai chuyến xe không đồng xuất phát lên đường vào với bà con nghèo gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 tại thành phố mang tên Bác. Từ ngày 17 tháng 7, trên trang Facebook cá nhân của chủ nhiệm câu lạc bộ là Đỗ Ngọc Kính và các thành viên câu lạc bộ, thông tin về đợt quyên góp được lan tỏa rộng khắp. Chục ngày qua là những ngày các thành viên câu lạc bộ và cả những tình nguyện viên tâm huyết đã thu xếp việc nhà, việc cơ quan, doanh nghiệp dành thời gian để kêu gọi ủng hộ, tiếp nhận, thu gom, phân loại hàng hóa là nhu yếu phẩm thiết yếu đến từ những tấm lòng hảo tâm của các tập thể, cá nhân trong tỉnh. Nhân dân Ninh Bình cũng như toàn thể nhân dân cả nước đều hướng về tâm dịch. Riêng nơi đây là đã quyên góp, tuyên truyền, mỗi nhà, mỗi người đều bớt một chút lòng hảo tâm để có những cái chuyến hàng như ngày hôm nay. Tôi mong rằng tất cả mọi người, cả nước đều hướng về miền Nam ruột thịt. Năm 2021, không chỉ riêng đợt dịch này mà cả những đợt dịch trước đây, câu lạc bộ thiện nguyện tỉnh bạn đều chung tay, đồng lòng hướng theo tiếng gọi của Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực. Đây là câu lạc bộ thiện nguyện đã có nhiều hoạt động vì cộng đồng trong những năm qua, nhận được nhiều sự tin tưởng ủng hộ của nhiều người. Do đó, khi kêu gọi ủng hộ, nhiều tấm lòng đã dành những tình cảm trân trọng cho việc làm của câu lạc bộ bằng chính sự ủng hộ nhiệt tình, cả vật chất và tinh thần. Câu lạc bộ thiện nguyện tỉnh bạn chúng tôi cũng cảm ơn đã tham gia cùng đồng hành với mọi người để góp hướng về miền Nam, đồng bào miền Nam chống dịch. Tôi mong muốn chia sẻ đóng góp một phần nhỏ bé của tình cảm nhân dân miền Nam. Từ ngày 17 tháng 7 đến nay đã kết nối các đầu cầu ở Trung Sơn, An Lư, Liên Mô, Nhật Khánh và Ninh Bình để tập kết các nhu phẩm thu gom, tập kết cả năm tấn nhu phẩm và thực phẩm để Miền Nam. Sau đợt này thì tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi về diễn biến của tâm dịch đặc biệt trong miền Nam để có thể triển khai thêm cùng đồng hành mới một số chuyến hàng nữa. Đợt quyên góp này, câu lạc bộ đã nhận được 1,5 tấn gạo, 2,5 tấn rau củ quả, gần 500 cân nhu yếu phẩm khác như mì tôm, nước uống, 3.000 khẩu trang. Quá trình vận chuyển hàng hóa từ các điểm tập kết tại các huyện, thành phố, câu lạc bộ còn nhận được sự hỗ trợ từ Hội lái xe Ninh Bình và được hỗ trợ hai chuyến xe không đồng từ mạng lưới tình nguyện quốc gia để vận chuyển hàng hóa vào thành phố Hồ Chí Minh được thông suốt. Cũng như câu lạc bộ thiện nguyện tỉnh bạn, nhiều câu lạc bộ thiện nguyện, các nhóm từ thiện hay xuất phát từ nhiều cá nhân ở trong tỉnh đã và đang có nhiều hoạt động hướng về đồng bào miền Nam. Tại điểm tập kết là chùa Trạm, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, trong một buổi chiều đã có rất nhiều cá nhân tìm đến trao những món quà mang đậm ý nghĩa yêu thương dành cho đồng bào miền Nam. Món quà như thông tin đại chúng nghe được cái tình hình của thành phố Hồ Chí Minh, thế thì chúng tôi cũng có tấm lòng gọi là chung tay để vừa cứu giúp để hướng về miền Nam thân yêu, để mong miền Nam thân yêu thắng được dịch bệnh. Là hoạt động hướng về đồng bào miền Nam đang gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch, Hội Từ Thiện Hãy Yêu đã phối hợp cùng Hội Từ Thiện Đồng Tâm Nguyện kêu gọi ủng hộ 100 tấn gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào miền Nam. Dù mới kêu gọi được ít ngày, nhưng các hội từ thiện đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhiều tấm lòng hảo tâm đến từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cả trong và ngoài tỉnh như Nam Định, Hà Nam. Theo thống kê, đến ngày 27 tháng 7, chương trình đã nhận được 5 tấn gạo, hơn 100 thùng mì tôm, 5 tạ kẹo lạc, 30 thùng kẹo cua đơ, 30 thùng cơm cháy, dầu ăn, khẩu trang và hơn 500 triệu đồng được nhiều tập thể cá nhân chuyển khoản hoặc trực tiếp đến điểm tập kết để trao tận tay. Trong buổi chiều chúng tôi có mặt, nhiều tấm lòng hảo tâm với hiện vật là nhu yếu phẩm được gửi đến với tấm lòng trân trọng hướng về đồng bào vùng gặp khó khăn. Đó là hai anh trong hội lái xe Ninh Bình quê ở Yên Khánh lặng lẽ khuân 40kg gạo vào ủng hộ, là gia đình cô Tuyến ở phường Phúc Thành chuyển đến ủng hộ 100kg gạo. Cùng phát động được chương trình hướng về miền Nam yêu dấu thì chúng tôi có đăng tải lên các kênh thông tin của mạng xã hội như Facebook, Zalo. Ngoài ra thì cũng có huy động được các tổ chức cá nhân để mọi người biết đến chương trình này để cùng chung tay đóng góp vào việc hỗ trợ cho nhiều người dân ở trong miền Nam thì sẽ nhận được cái món quà tuy nhỏ nhưng mà vô cùng ý nghĩa của người dân Ninh Bình. Chương trình này chúng tôi hướng đến là sẽ cố gắng huy động được 100 tấn nhu yếu phẩm để đóng góp cho đồng bào miền Nam.
Không khó để bắt gặp trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, những ngày qua là những thông tin kêu gọi ủng hộ, mang đậm nghĩa cử cao đẹp, đúng truyền thống của người Việt Nam, thương người như thể thương thân, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đã có nhiều lời kêu gọi nhận được sự hưởng ứng tích cực bằng những hành động cụ thể. Đã có những chuyến hàng nặng trĩu yêu thương vào đến vùng tâm dịch như Bắc Giang, Hải Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân Ninh Bình luôn có nhiều cách thể hiện sự chung sức, đồng lòng cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19.